Kính chào quý vị, mời quý vị nghe bài viết Giáo hội Công giáo và chuyện đóng góp tự nguyện. Bài này của đăng trên Nổi bật Tôn giáo Tín ngưỡng, Sức chiên có hạn. Mời quý vị nghe nha. Nhân duyên ở một nơi nọ, mời quý vị nghe để chờ đi chứ. Nhân chuyển ở một nơi nọ, giáo hội đang rầm rộ họp bàn tập huấn để giúp giáo dân của mình đấu tranh phản đối các khoản thu phí trong nông nghiệp và các khoản thu trong các trường học. Thiết nghĩ trong xã hội, một tổ chức nào đó muốn hoạt động và tồn tại được thì ít nhất phải có kinh phí mà phần lớn lấy từ nguồn đóng góp của các hội viên, nhằm trang trải các chi phí trong quá trình hoạt động. Có lẽ trong thực tế không có hội đoàn hay tổ chức nào mà hoạt động không cần kinh phí và hội viên khi tham gia không phải đóng một khoản phí nào, bởi người ta không thể chỉ ngồi nhìn nhau ngày này qua ngày khác mà hội đoàn hay tổ chức vẫn tồn tại và phát triển được. Tổ chức tôn giáo cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nếu bạn là một giáo dân, chắc hẳn bạn đã từng đóng góp tự nguyện. Chữ đóng góp tự nguyện trong một kết, thưa quý vị. Nếu bạn là giáo dân, chắc hẳn bạn đã từng đóng góp tự nguyện cho giáo hội để phục vụ các hoạt động lễ nghi tôn giáo, mà tiêu biểu hơn cả là những khoản đóng góp để xây dựng nhà thờ và các công trình tôn giáo khác. Ở những xứ mà giáo dân có điều kiện kinh tế, các hộ gia đình sẽ đóng góp tiền theo tinh thần tự nguyện, từ vài trăm cho đến vài triệu, vài chục triệu. Ở những xứ nghèo, người dân còn khó khăn về kinh tế, thì giáo dân tự nguyện đóng góp. Chữ tự nguyện luôn trong ngoặc kép nha quý vị. Ở những xứ nghèo thì giáo dân tự nguyện đóng góp công sức, tức là bắt tay vào làm nhân công, dùng ngày công để đóng góp. Một em ở Nghệ An, em kể cho Ly nghe, có những người đại gia, con chiên đại gia thì đóng góp cả vài chục tỷ. Còn những người mà bèo nhất là vài trăm, còn người nào nghèo không đóng nổi thì khi xây nhà thờ thì họ đi làm không công, tức là giống như một làm lao động, giống như phụ hồ, hoặc là nói chung là lao động để đóng góp công. Một ngôi nhà thờ xây dựng không chỉ ngày một, ngày hai, mà là vài năm. Giáo dân hầu như quanh năm ngoài đi làm ruộng thì cũng chỉ đi làm nhà thờ, không làm gì khác để cải thiện đời sống kinh tế của mình. Đó cho nên mới nghèo đó quý vị. Đã vậy để con đông nữa, giáo hội đâu có cho đặt vong. Hiện nay hầu như linh mục nào cũng phải tiến hành xây dựng một thứ gì đó tại địa bàn mình đang phụ trách. Nếu không phải là nhà thờ thì là nhà phòng, nhà giáo lý, tượng đài, khuôn viên, vân vân. Nếu xứ nào đầy đủ các công trình phục vụ sinh hoạt rồi thì sẽ tiến hành quy hoạch lại hoặc xây lại cho do xuống cấp trong ngoặc kép, thưa quý vị. Nói chung là rất nhiều lý do được đưa ra. Có nhiều giáo dân, kể cả linh mục, cũng phải thốt lên rằng tại sao ở Việt Nam lại ít nhà thờ cũ đến thế? Cũng có người nói vui rằng tôn giáo nay cũng bị xã hội hóa rồi, chỉ cần giám định xuống cấp là đúng quy trình. Cố linh mục Matthew Lê Minh Châu từng nói, khi một cha sở mới nhận chức thì điều đầu tiên sẽ là đập bỏ tất cả cái cũ để làm lại cái mới của mình. Chuyện ở giáo xứ ZNL ở Bùi Chu ồn ào mấy năm trước, linh mục quản xứ muốn dỡ nhà thờ cũ đi để làm nhà thờ mới to đẹp hơn, với lý do nhà thờ đã hơn 100 tuổi rồi, nguy cơ sụp đổ, nguy hiểm đến tính mạng giáo dân. Vì vậy, ông cho đóng cửa nhà thờ và làm nhà bạc tạm để dâng lễ. Giáo dân không chịu vì tiếc nhà thờ cổ kính. Họ đi mời các chuyên gia xây dựng kiến trúc về thẩm định, và kết quả cho biết nhà thờ vẫn kiên cố lắm. Vậy là giáo dân làm đơn xin trả linh mục cho tòa giám mục. Tòa giám mục phải đổi linh mục mới về.
Bây giờ, ngôi nhà thờ may mắn vẫn tồn tại. Tâm lý thích xây nhà thờ hoành tráng không chỉ ở một số giáo sĩ, mà cả ở giáo dân nữa. Một linh mục ở giáo phận miền Tây Nguyên chia sẻ, có họ đạo có 70 gia đình di cư, họ cứ đòi xây nhà thờ to, dự trù lên tới hơn chục tỷ đồng. Linh mục can ngăn vì dân ít chịu sao nổi. Họ bảo chúng con xây để con cháu 100 năm nữa cũng vẫn đủ chỗ. Tại sao các linh mục lại nhiệt tình trong việc xây dựng đến vậy? Mỗi khi xây dựng một công trình nào đó, ngoài huy động tiền bạc và công sức của giáo dân, các vị linh mục phải chạy vạy khắp nơi để xin tiền. Khổ vậy, sao vẫn làm? Vì giáo dân ư? Phải chăng chỉ là cái lý do hợp tình hợp lý để rút tiền từ đàn chiên, rồi mưu lợi cá nhân để tiêu xài, tậu xe sang, hưởng thụ, hay là chạy theo bệnh thành tích phô trương trong giáo hội? Khi mà nhắc đến công lao của một linh mục, người ta thường chỉ nhắc đến thành quả của vị linh mục đó sau bao năm làm linh mục, là xây dựng được bao nhiêu nhà thờ, bao nhiêu công trình cho giáo hội. Linh mục Lorenzo Phạm Hân Quynh đã từng nói, mấy ông cha lúc nào cũng nhăm nhe xây dựng nhà thờ to, nhà sứ to, mà quên đi là sứ vụ của mình là truyền giáo thì là vất đi. Trong lúc đời sống của giáo dân ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình còn đang gặp nhiều khó khăn vất vả do sự cố môi trường biển miền Trung, và nhất là hai trận lũ lụt lịch sử liên tiếp vào năm 2016, thì có một vị giám mục vẫn tiến hành khởi công xây dựng tòa giám mục mới với lý do đơn giản là không thể đáp ứng đủ nhu cầu mục vụ, chứ không theo đúng quy trình là xuống cấp trầm trọng hay không đảm bảo an toàn. Và lẽ dĩ nhiên, tiền xây dựng đều là tiền ủng hộ quyên góp của giáo dân. Trong khi đó, ông ta lại sốt sắng và sẵn sàng chống đối chính quyền để đòi tiền đền bù sự cố Pomosa cho giáo dân. Mới đây, lại chỉ đạo Ban Công lý và Hòa bình giáo phận tổ chức tập huấn cho các giáo xứ giáo hạt trong địa phận về việc đấu tranh phản đối các khoản thu trong nông nghiệp và trong các trường học. Có lẽ mục đích của vị giám mục này là giúp dân tiết kiệm được một khoản tiền kha khá để đẩy nhanh tiến độ xây dựng tòa giám mục. Nhìn qua thì có vẻ không liên quan lắm, nhưng thực tế là chỉ khi giáo dân rủng rỉnh tiền thì các vị mới có tiền ủng hộ được. Có lẽ người ta không lo xây đền thờ Chúa trong lòng mà thích phô trương ở ngoài hơn. Hình như họ không biết đến sự đóng góp quá mức của giáo dân hiện nay. Ngoài các khoản cho xã hội, lại thêm hàng ngày hết tốp này đến tốp khác, trình giấy giới thiệu của cha nọ, xứ kia để xin xây nhà thờ, và có người cũng đã xin ra khỏi đạo để đỡ bị làm phiền, quyên góp. Buồn cười thay, vẫn có những vị linh mục đứng lên giúp giáo dân đấu tranh phản đối việc thu các khoản phí đối với việc thu các khoản phí đôi 30.000 ở nông thôn, nhưng lại vẫn nghĩ ra đủ thứ công trình để xây dựng mặc dù chưa cần thiết, rồi huy động giáo dân đóng góp công sức và tiền của. Đó là chưa kể đến việc phải đóng góp các khoản tự nguyện luôn trong một kép nha quý vị, để phục vụ lễ và đủ thứ hội đoàn hoạt động. Giáo dân xin lễ thì cứ vẫn thu tiền đều tay. Hội giám mục F.X. Nguyễn Văn Sang xây nhà thờ chính tòa Thái Bình. Ông kể rằng qua Hoa Kỳ kêu gọi rồi ngửa mũ giám mục đứng ở giữa nhà thờ, nhưng chẳng ai cho xu nào. Họ nói bên này chúng con dùng thẻ, không có tiền mặt. Hơn nữa, nếu đức cha có dự án thì phải thông báo trước, nhưng chúng con chỉ ủng hộ cho các dự án nhân đạo, chứ không ủng hộ việc xây nhà thờ. Tại sao thế? Vì bên Mỹ cũng như ở châu Âu, tháng nào chẳng có chuyện rao bán nhà thờ, bởi dân đi lễ ít lắm,
nên không có tiền tu sửa, bảo trì, bị cảnh sát lập biên bản, bắt đóng cửa và phạt tiền rất nặng. Nên thà bán đi còn hơn bị phạt mà mua áo bán rẻ thì sai làm gì? Chuyện bên Âu Mỹ đi đảo nào phải đóng thuế cho đảo ấy thì có lâu rồi, mà thuế cũng cao lắm, từ 3-6% thu nhập, riêng Tin Lành là 10% thu nhập. Nhưng lương giáo sư, ca sĩ, vận động viên của họ rất cao, tới mấy trăm ngàn đô la, nên nộp từ 4-6% cũng sót của lắm. Thành ra năm 2011 ở Đức có 126.488 giáo dân xin ra khỏi đạo Công giáo. Năm 2012 có 181.000 nộp đơn xin ra. Lý do chính là để khỏi phải nộp thuế cho nhà thờ. Suy cho cùng, sức chiên cũng có hạn, không thể để các ngài vặt lông chiên mãi được. Hết rồi thưa quý vị. Đọc cái bài này thấy buồn mà thấy tội nghiệp con chiên. Với lại Lê nói là con chiên là đáng thương hơn đáng trách thưa quý vị. Họ đâu có được sự chọn lựa đâu. Họ sinh ra từ lúc mới được tuần tuổi, hoặc là có nơi thì quy định một tháng, có nơi quy định trong tuần. Như theo ông Cha Lê Nguyễn thì trong một tuần là đi rửa tội. Thì họ đâu có sự chọn lựa đâu. Cha mẹ đưa đến nhà thờ rửa tội, nghiễm nhiên trở thành con chiên. Là nói như Cha Lê Nguyễn, chứ là người lớn trồng vào cho cái dây thòng lọng, và suốt đời họ cởi không ra được. Họ muốn thoát ra rất là khó thưa quý vị. Họ bị cái thằng quả đen gây đủ thứ khó khăn rất là thâm độc thưa quý vị. Đến nỗi có hai em ở ngoài Bắc mà cùng là giáo dân, về mở hai quán cà phê, đi vô Nam làm việc rồi về nhà mới mở hai quán cà phê. Thì suốt ngày thằng quả đen nó bảo là suốt ngày bây giờ con chiên không đi nhà thờ đọc kinh, mà thực tế đi nhà thờ để đóng tiền lễ, chứ cứ không đi nhà thờ mà cứ ra ngồi quán xá không à. Thế là mấy bà mẹ, mấy bà già trung trung á, thì nó cuồng, trình độ dân trí thấp cho nên cuồng, là nghe lời cha sợ cha. Về bắt con trai với bắt khách đang uống cà phê là ra chửi bới, nên chúng mày ăn được không đi nhà thờ cứ ra đây ngồi để cha chửi. Thế là khách bỏ về, thế cái thằng con mà chủ quán á, nó khóc, nó bảo là cha cái con cờ đó quý vị. Nó rất là người dân á, họ muốn đóng góp. Hay là anh kia anh bỏ đạo xong anh ấy lên Facebook anh viết về đạo thì thằng quả đen nó gây khó khăn cho những người anh chị em của các anh này. Thế là chị gái của anh này đến nói là cậu để cho chị sống với vậy đó. Có nghĩa là cậu, anh ấy kêu đi viết bài gắn thẻ tên anh vào. Thì là trong xứ người ta theo dõi, người ta thấy vậy cái bắt đầu gây khó khăn, là không gây được cho anh có bản lĩnh không gây được, thì nó gây cho những người anh chị em mà vẫn còn cuồng. Thế là những người anh người chị cứ về cứ năn nỉ cậu để cho chị sống với, cậu lại giao du với những người phỉ báng tôn giáo, xúc phạm Chúa nọ kia. Thế anh ấy thôi tạm thời em ngưng, đừng có gắn thẻ anh nữa. Tóm lại là để mà rời được nhà thờ rất là khó, phần lớn là con chiên chỉ âm thầm thôi quý vị, hoặc là đi làm ăn xa, lập nghiệp nơi xa thì mới rời nhà thờ được. Nếu không, không bao giờ cởi ra được cái thòng lọng này với những cái tên quả đen gian manh quỷ quyệt. Đó là cái sự mà rất là tội nghiệp cho những con chiên. Thật sự đấy, Ly nói thật sự. Kính chào quý vị.